Man United thắng ở phút bù cuối, bàn thắng ở những giây cuối cùng của tiền vệ Alejandro Garnacho giúp Man United thắng Fulham 2-1 ở vòng 16 ngoại hạng Anh hôm 13 tháng 11 trong thế trận khó khăn khi bị chủ nhà Fulham dồn ép. Man United giành 3 điểm quý giá nhờ màn tỏa sáng của thần đồng Argentina. Garnacho đập nhả với Christian Eriksen rồi bứt lên dứt điểm sệt vào góc xa, giúp Man United thắng 2-1 và chỉ cách top 4 3 điểm. Trước đó, Eriksen mở tỷ số với bàn đầu tiên cho Quỷ Đỏ trong hiệp 1, còn người cũ Man United là Daniel James gỡ hòa cho Fulham trong hiệp 2. Hai đội nhập cuộc ăn miếng trả miếng với nhiều cơ hội trong những phút đầu. Man United vượt lên trước ở phút 14 trong trận thứ 100 cho Quỷ Đỏ. Bruno Fernandes ghi dấu ấn với pha kiến tạo để Eriksen lần đầu lập công cho đội bóng thành Manchester. Man United có thể dẫn sâu hơn trong hiệp 1 nếu Anthony Martial hay Marcus Rashford không bỏ lỡ những cơ hội 10-10. Fulham cũng xứng đáng có bàn thắng khi Carlos Vinicius, Tom Kenny và Tim Ream nhiều lần khiến David De Gea phải trổ tài. Nếu tiền đạo chủ lực Aleksandar Mitrovic góp mặt, mọi thứ có thể đã khác với chủ nhà. Hiệp 2 chứng kiến Bruno Fernandes từ người hùng thành tội đồ ở phút 61. Nỗ lực cứu bóng ở đường biên dọc của tiền vệ Bồ Đào Nha vô tình mang đến ở hội phản công cho Fulham. Daniel James đệm bóng cận thành hạ gục De Gea, gỡ hòa cho chủ nhà. Dù tuyển thủ xứ Wales không ăn mừng cuồng nhiệt, các CDV Man United không khỏi thất vọng. Fulham hưng phấn và gây sức ép lớn sau khi bàn gỡ, nhưng Man United đứng vững. Đội khách cho thấy sức phản kháng sau khi Garnacho vào thay Martial. Tốc độ và thể lực của tài năng trẻ Argentina mang đến sự khác biệt ở phút bù giờ thứ 3. Sau pha phối hợp với Eriksen, Garnacho bứt khỏi Bobby Reid và dứt điểm tinh tế đánh bại Bern Leno, bàn thắng đầu tiên tại ngoại hạng Anh đánh dấu bước tiến lớn của Garnacho. Tháng trước anh vẫn còn đá cho đội U21. Nhưng sau khi được huấn luyện viên Ten Hag đôn lên đội 1, Garnacho ghi bàn vào lưới Real Sociedad ở Europa League. Góp 2 kiến tạo khi gặp Aston Villa tại Carabao Cup và giờ là bàn thắng mang về 3 điểm tại ngoại hạng Anh. Man United sẽ bước vào quãng nghỉ World Cup với 3 điểm kém đội xếp thứ 4 Tottenham. Thầy trò Erik ten Hag vẫn đá ít hơn Spurs một trận. Đội hình thi đấu: Fulham 4-2-3-1, Leno, De Cordovares, Lovren, Robinson, Kenny Onoma 92, Palinha, Wilson, James 59, Pereira, William, Vinicius. Man United 4-2-3-1. De Gea, Malaysia, Lindelof, Martinez, So, Casemiro, Eriksen, Elanga, McTominay 55, Fernandes, Rashford, Martial, Garnacho 72.